Dạ rồi, xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê cây kiểng trên kênh nước, quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre ha. Hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi ở ấp Phú Hội, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre có làm một cái clip nữa để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình ha. Lô mai ghép nhị ngọc toàn với lại là siêu bông Sài Gòn lá lớn cô chú anh chị ha. Hàng mức giá chỉ từ 150.000 ha cô chú anh chị ha. Thì hôm nay thì em Nhi có vô giới thiệu cô chú anh chị mình một số cây ghép giống nhị ngọc toàn bên vườn của em Nhi ha cô chú anh chị. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào hợp lý mình ủng hộ cho em Nhi nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, mình gặp em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Chào em Nhi ơi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể của cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay tới đây kênh em xin giao lưu cô chú anh chị mình lô mai này là nhị ngọc toàn nha, nhưng mà chưa chơi Tết được nha. Lô này là lô kiểu như mới ghép nha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị nào mình cần thì liên hệ em nha. Rồi, cái này thì mình lấy bo thôi ha em ha. Dạ lấy bo thôi, lấy bo mình ghép cái khúc này rất là ngon nha. Khúc này nè, mấy cái khúc này dạ, nó lên giao lưu mấy này là bao giống được ha. Bao giống nhị ngọc toàn 100% nha. Rồi. Hàng là em bao, em nói chung là bao giống hết nha, hết toàn bộ ha em ha. Dạ, nhị ngọc toàn bao giống toàn bộ hết nha. Rồi. Cô chú anh chị yên tâm. Đó. Quá xá đã luôn cô chú anh chị ơi. Đó, bò ha, cái này lấy bò nhiều nha. Cái dạ, này nếu cô chú cái này là trăm bò hơn á. Dạ nhưng mà cái này em nói trước là chưa chơi Tết được, mình chỉ để lấy bò thôi nha. Nếu cô chú anh chị nào cần á thì liên hệ em, cái này chắc cỡ ra Tết á là em mới bán á. Nhưng mà nếu cô chú anh chị nào cần thì liên hệ em vẫn chia lại nha. Rồi, ví dụ cô chú anh chị nào cần cái lô nhị ngọc toàn về mình lấy bò mình ghép á thì cứ alo cho em Nhi ha. Thì em Nhi sẽ đo hông số ha, chiều cao 8 ngang, quay một cái clip ngắn á, một vài cây cho cô chú anh chị mình lựa chọn ha. Thì dù cái em Nhi cái này cũng không có nhiều đâu cô chú anh chị ha, cũng chỉ mười mấy 20 cây thôi cô chú anh chị mình mua thì mình alo cho em Nhi ha. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình vô clip luôn ha. Dạ. Để em Nhi giới thiệu từng mã số. Rồi mình giới thiệu mã số ngày hôm nay luôn đi em. Mã số 37C. Rồi 37C, một cây cây giảo siêu bông Sài Gòn nha. Rồi hàng ghép liền có nha cô chú anh chị, có cũ ha, hoành được 10 rất đủ, rất là sáng nha. Siêu bông lá lớn nha cô chú anh cao chị. 55, 8.000 được 65. Rồi. Cái này em để cô chú anh chị mình giá là 150.000. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 38C, cũng là cây giảo siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Có cũ luôn nha cô chú anh chị. Hoành là 28. Rồi. Cao 49. 8.000 được 64. Rồi. Cái này em xin giao lưu cô chú anh chị giá 150. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 39C. Rồi. Một cây giảo siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Siêu bông lá lớn cô chú anh chị. Nguyên cũ luôn nè. Hoành được 10. Rồi, nụ có ha. Cao 44, 8.000 được 57. Cái này em giao lưu cô chú anh chị giá 170.000 nha, có cũ đẹp. Rồi, đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 340C. Rồi. 40C, cây giảo siêu bông Sài Gòn tiếp tục. Có cũ luôn ha. Hoành là được 9. Cao là 50, có ngang được 54. Cái này em giao lưu cô chú anh chị giá 170 nha. Rồi, mình đợi cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 41C. Một cây giảo siêu bông Sài Gòn tiếp tục. Rồi. Có cũ luôn ha. Hoành 8. Cao 53. 8.000 được 50. Rồi. Cái này em để cô chú anh chị mình giá 170 luôn nha. Cũng rồi, đẹp. Rồi, tiếp theo mã số 42C. 42C, cây giảo siêu bông Sài Gòn nha. Rồi. Cái này cũng có cũ ha. Hoành được 9. Ôi, nguyên cũ quá đã. Cao 48. 8.000 được 65. Nụ này chùm chùm về về luôn cô chú anh chị ha. Cái này để cô chú anh chị 150 thôi nha. Rồi, 150 mình bao xếp ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 43C. Rồi. Cây giảo siêu bông Sài Gòn tiếp tục. Hoành được 9. Cao 52. Nụ có nha cô chú anh chị. 8.000 được 52. Cái này em để cô chú anh chị giá 150 thôi nha. Rồi, mình đợi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 43C. 44C. 44C. 44C, cây giảo siêu bông Sài Gòn tiếp tục. Cây này có đế luôn ha. Siêu bông đá lớn nha cô chú anh chị. Bông cũng chùm chùm rất là đẹp nha. Cao 50. Rồi, nụ khá được 50. Cái này để cô chú anh chị giá cũng 150. Rồi, đợi cây luôn em ơi. Rồi, tiếp theo cây mã số 45C. Rồi. Cây giảo siêu bông Sài Gòn tiếp tục. Cái này có cũ dễ thương ha. Rồi, nguyên cũ luôn ha. Quá dễ thương. Cũ này nuôi lớn nên nở đã lắm. Hoành được 8. Rồi. Cao 50. Tán ngang được 55. Cái này để cô chú anh chị 170 nha. Rồi, mình đợi cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 46C. Rồi.
một cái dảo xi bông Sài Gòn. Có cũ luôn ha. Hoành được 11. Rồi. Cao 44, tay ngang được 62. Cái này em để cô chú anh chị giá 150. Rồi, đã cây luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 47C. Cái dảo xi bông Sài Gòn tiếp tục. Rồi, xi bông đó lớn đó cô chú anh chị ha. Hoành được 8. Rồi, có đế quá đẹp luôn. Cao 40. Tay ngang 61. Cây này thì em để cô chú anh chị giá 170 nha. Có cũ đẹp nha. 170.000. Rồi, tiếp theo cây mã số 48C. 48C, cây dảo xi bông Sài Gòn tiếp tục. Rồi. Hoành được 9. Rồi. Cao 50. Tay ngang được 75. Cây này em để cô chú với cô chú anh chị mình giá 200.000 cũng và cũng là cây cuối clip của em nha. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại luôn nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ ạ. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.